Thông tin công giáo kính chào quý ông bà và anh chị em, lưu ý giả mạo trùng sinh và linh mục của giáo phận Bắc Ninh. Kính thưa cộng đoàn, hôm qua, ngày 18 tháng 2 năm 2024, giáo phận Bắc Ninh đã phát đi thông báo trên website chính thức và trên các trang thông tin của giáo phận về trường hợp anh Nguyễn Quốc Lành chuyên tự xưng là trùng sinh và linh mục để đi giảng dạy và lừa đảo. Nội dung thông báo như sau. Trường hợp anh Nguyễn Quốc Lành, giáo dân thuộc xứ Thường Lệ giáo phận Bắc Ninh thường mặc áo tu sĩ và xưng mình là chủng sinh hoặc linh mục để đến các giáo xứ trong những dịp lễ đặc biệt. Theo cha Du Xe Liên, cha xứ cổ Nhuế, Tổng giáo phận Hà Nội đã gặp anh này tại nhà thờ lớn trong ngày lễ mình máu thánh năm 2022. Lần khác, anh tới đình quán nói dối là đã xin phép cha xứ để được chia sẻ với giới trẻ và thiếu nhi. Có dịp, anh cũng đã tới cổ Nhuế, vào nhà áo, ra gương trải đầu rồi mặc thâm trùng đi ra nhà thờ hay tại nhà thờ Thượng Thụy trước giờ lễ thêm sức do Đức Tổng cử hành năm 2023. Trong dịp Tết này, anh có tới chùa Vị Dương, thành phố Nam Định xưng mình là linh mục và xin trọ. Trong chùa, anh đã lấy trộm của cải nhà chùa. Khi bị phát hiện thì anh khai tên là Long, cha xứ cổ nhuế. Có lúc lại khai là cha xứ thường lệ. Kính quý cha và mọi người thêm phần cảnh giác. Hết nội dung thông báo. Vậy chúng con đăng tin này để cộng đoàn được biết và đề phòng kẻ giả mạo này.